Đây, tiếp theo còn hai con thổi bụi top tun anh em nhé, thổi bụi top tun mất đầu vòi, mất đầu vòi có chỉnh tốc 6 cấp anh em nhé. Đây, giá thanh lý rẻ cho anh em. Hai con này 150 một con, 150k. 150k anh em nhé. Đấy. Anh em nào chốt thì chốt luôn nhá. Đấy, có hai em thổi bụi của top tun có chỉnh tốc. Đấy, rất là xịn. Đấy, xem công suất là bao nhiêu watt đây. Công suất của con này là 700W. Đấy, cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Duy nhất chỉ có hai con, giá 150k thôi. Giá thân máy con này 400.000 anh em nhé. Đấy, 400k thôi. Thân bu lông 500N XR. Giá thanh lý cho anh em 400k nhé. Đấy, quá là ngon. Rồi, tiếp theo thân con Hukan này. Đấy, Hukan này thì nó là mã F70 anh em nhé. F70, con này rất là ngon nhé. Con này có 3 số luôn. Số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy, 3 số luôn. Đấy, máy rất là mới nhá. Tình trạng thì còn được 95%. Đấy, con này thì cũng thanh lý rẻ luôn cho anh em này. 3 số ẩn hoa anh em nhá. 3 số Hukan F70. Con này thanh lý cho anh em thân máy. Con này 400k. Đấy, F70 3 số, rất là ngon nhá. Đấy, gần như là rất là mới luôn anh em nhá. Đấy, 400k. Hukan 520N đầu đặc, mọi chức năng hoạt động bình thường. Hàng để trưng bày cho nên là nó hơi bị bụi bẩn một chút. Đây, lên thanh lý rẻ luôn cho anh em nhé. Đấy, Hukan 520 giá 500 cành, ngon bộ rẻ. Nói chung là từ Tết đến giờ này, đây mới là cái clip thanh lý đầu tiên của bên em dành cho các bác nhé. Đấy, dọn kho thanh lý những mặt hàng đó là siêu êm, siêu ngon. Rồi, ở đây là con Hukan F90 anh em nhé. Này, em sẽ lên thanh lý rẻ luôn cho anh em. Máy để trưng bày nhé, chưa qua sử dụng, đầu hơi han một chút, không vấn đề gì cả nhé. Đấy, toàn bộ full chức năng, hoạt động bình thường hết anh em nhé. Đấy, thanh lý rẻ cho anh em. Con này 550 thôi. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Hukan F90 nhé. Đấy, hàng trưng bày lâu lắm rồi mới có những con máy ngon mà giá rẻ như thế này dành cho các bác nhá. Rồi, ok, tiếp theo. Một mã thân máy mài của Makute. Các bác biết đến cái dòng máy mài của Makute rồi. Thời gian trước thì em bán quá là nhiều luôn. Đấy, thân máy mài của Makute chân pin phổ thông. Con này thì nó có hai cấp tốc độ nhá, hai số thôi. Nhưng mà về cơ bản con này bán thì chưa bao giờ phải bảo hành bất kỳ một con nào. Quá là ngon. Đấy, nhưng chẳng qua cái thời điểm trước em bỏ, em không bán bởi vì giá nó hơi cao. Đấy, con này thời điểm trước bán loanh quanh tầm toàn 850 đến 900 một thân máy thôi. Đấy, chính vì vậy mà nhiều bác không tiếp cận được. Đấy, chính vì vậy mà đấy, hôm nay này, đấy, có hàng thanh lý. Đấy, anh em nào đang muốn sở hữu một con máy ngon mà rẻ thì các bác xem clip này thì đấy, chốt nhanh cho em nhé. Thân máy mài Makute 2 số, hàng trưng bày, tất cả hoạt động bình thường, ngon lành hành đào nhá. Thanh lý rẻ cho các bác này, giá 550 thôi. Đấy, quá là đỉnh luôn. Đấy, con này bác chạy thì không biết đến bao giờ mới hỏng được các bác nhé. Đấy, máy to, khỏe, chắc, cầm tay thì sướng rồi, chạy êm du các bác nhé. Đấy, con tiếp theo, một em cưa lọng của Makute. Đấy, con này thì mất phụ kiện nhá. Đấy, máy đây. Đấy, máy này thì bê ra test thử thôi. Đấy, còn lại thì tất cả mọi thứ đều hoạt động ngon lành cành đào nhá. Đấy, con này thì xem nào, công suất là bao nhiêu đây. Công suất của nó là 710W anh em nhé. Này, và vẫn còn một lưỡi. Đấy, vẫn còn một lưỡi ghim vào đây. Đấy, con này thời điểm mới bán là 750 anh em nhé. 750. Đấy, thanh lý luôn cho các bác. Giá 450 anh em nhé. 450. Vẫn còn một lưỡi đi kèm nhé. Đấy, cái lưỡi này thì anh em mua rất là sẵn. Lưỡi cưa lọng này thì rất là sẵn nhé. Đấy, máy còn mới nhá. Đây, để trưng bày thì nó cũ thôi. Cái này chỉ cần lau chùi nhẹ một phát thôi là lại sạch đẹp như mới các bác nhá. Đấy, hàng này mới chỉ test một lần đấy nhá. Đấy, còn lại là mới tinh hết.
Đấy, cực kỳ chất lượng nhá. Lên tiếp cho anh em một mã máy khoan bê tông bin 3 chức năng. Đấy. Con này thì nếu mà dán tem vào thì nó là Makita anh em nhé. Đấy, nhưng mà em không dán. Đấy. Máy mới tinh nhá. Đấy, cực kỳ là ngon. Để trưng bày thì trông nó hơi bụi bặm một chút thôi. Đấy, nhưng mà về cơ bản là rất là ngon. Đấy, và con này thì đâu đó là hình như là cái tay cầm phụ đã mất rồi. Đấy, chỉ còn mỗi cái thân máy không như thế này nhá. Thanh lý rẻ luôn cho anh em, 400 cành. Đấy, anh em nào về sử dụng thì quá là mượt luôn, ba chức năng luôn. Khoan này, khoan có búa này và chế độ đục. Đấy, cực kỳ ngon, 400 cành thôi anh em nhé. Đấy, tiếp theo này, một em máy mài của Hukan. Con này có model là BR99. Nó là một trong những dòng cao cấp của Hukan thời điểm trước. Đấy, nhưng mà bây giờ thì con này nó được thay thế bằng rất nhiều mẫu mã mới rồi. Đấy, chính vì vậy mà em cũng thanh lý rẻ luôn cho anh em. Con này thời điểm trước bán thì giá của nó cũng khá là cao, 950 một thân máy. Đấy. Đấy, con này trưng bày thanh lý thì thôi em thanh lý rẻ cho anh em nhé. Thân máy con này là 550, quá rẻ luôn. Anh em nào mua những thân máy con này về dùng thì gọi là quá là đỉnh luôn các bác nhé. Hàng cao cấp mà. Rồi, tiếp theo này, thân máy bu lông ca mắc. Con này thì có hai màu vàng và xanh nhé. Đấy, hai màu vàng xanh như nhau. Đấy, chân pin phổ thông, trước có ba đèn nhé. Màu xanh là BL, màu vàng là XR. Hai con này đồng giá nhé, 330.000 một thân máy, mới tinh tình tình. Đấy, quá là ngon cho bác, cho các bác nào mà sử dụng những cái thân máy này dùng cho gia đình hoặc là các bác làm nghề thì phải nói là quá là chất lượng luôn các bác nhé. Đấy, rồi, tiếp theo này, con này là con Hukan 522 nhá. Hukan 522 này. Con Hukan 522 này thì tình trạng là chạy ngon lành cành đào. Đấy, bọn em chỉ có để trưng bày thôi, trông nó hơi xấu xấu. Đấy, nhưng mà vẫn chạy ngon nhá. Đấy, thanh lý cho anh em con này 300 ngàn nhá. Hàng trưng bày. Đấy, 300k một cái thân máy con 522. Đấy, quá là ngon luôn các bạn. Thực sự với các bác là không thể mua được ở đâu với mức giá rẻ hơn con này. Tiếp theo này, còn duy nhất một con Hukan, con này là 533 nhá. Động cơ không chổi than. Đấy, chân pin phổ thông. Đấy, con này thì nếu mà lúc mới thì nó giá của nó cũng 550-600 đấy. Thì lên thanh lý rẻ cho anh em con này, thân máy 450 nhá. Đấy, quá là ngon. Phải nói là cực rẻ rồi. Đấy, không còn rẻ hơn được nữa. Đây, thân máy Hukan Z1200 nhá anh em nhá. Đấy, Z1200, con này mà mới thì cũng cực kỳ cao nhá. Con này mới thì giá đâu đó khoảng 950. Đấy, thanh lý cho anh em thân máy con này giá 600 nhá. Đấy. Và cuối cùng này, còn duy nhất một con thân máy khoan đầu 10 ly. Đấy, con này model là F50 anh em nhé. Thân máy 3 chức năng, đầu 10 ly, Hukan F50 anh em nhé. F50. Đấy, thanh lý rẻ cho anh em con này. Thân máy con này thanh lý cho anh em giá là 280.000. Quá là bèo luôn. Đấy, một trong những con máy động cơ không chổi than, cũng làm mưa làm gió một thời nhé. Đấy, 280.000 cái thân máy, quá là ngon. Khối pin này là khối pin 3A của Hukan. Đây, khối pin 3A của Hukan nhé. Hàng này thì nó chỉ hơi phẩy nhẹ một chút thôi. Gọi là hàng 99% nhé. Hàng 99%. Đây, hai quả pin này. Đây, pin 3,2A rồi pin 3A của Hukan. Đây, thanh lý rẻ cho anh em nhé, 300 một cục. Đây, pin 10 cell 3A, 3,2A nhé. Đấy, thanh lý rẻ thôi, 300 một cục. một cục thôi nhá. Đấy, đối với pin 10 cell 3A, 3,2A bao ship, hàng 99% nhá. Đấy, nó chỉ bị hơi phẩy nhẹ một chút thôi. Đấy, ngon lành. Rồi. Có hai quả pin của Hukan X6 Pro. Pin 4A anh em nhá, pin 4A. Đấy, hai quả. Pin 4A luôn các bác nhá. Đấy. Thanh lý luôn cho anh em này.
giá 350 một quả. Đấy, cực kỳ ngon. Pin 4A này anh em chạy thoải mái, máy mài, máy cắt nhá. Đấy, không vấn đề gì. Đấy, hàng thì nó phẩy nhẹ thôi. Mới nhưng mà nó hơi bị xước nhẹ một chút, không vấn đề gì nhá. Đấy, quá ngon. Đấy. Còn cái khối pin mà 5 cell này. Đấy, khối pin 5 cell của Vulcan này. Đấy, giá rất rẻ cho anh em. Pin này là dung lượng là 1,5A. Đấy, thanh lý cho anh em 200 một quả nhá. Đấy, pin này có 200 quả thôi. $200 một quả. Đấy, quá là bèo luôn. Đấy thì vừa rồi em đã giới thiệu rất là nhiều những cái mặt hàng, những cái sản phẩm mà em đang thanh lý đến toàn thể anh em rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại em ghi phía bên dưới màn hình nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Xin chào các bác.